Trước đó, Công an quận Cầu Giấy nhận được thông tin của người dân về việc Tuấn đang trốn truy nã tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình nhưng không rõ rệt địa chỉ cụ thể. Đáng chú ý, khi thủ thỉ với đối tượng, người dân nghe có nhiều tiếng gà gáy. Nhận thông tin này, các mũi thám thính đã tỏa đi rà soát các khu vực có nuôi gà tre, gà chọi tại phường Ngọc Khánh. Khi đến khu vực nhà trọ ngõ 104 Đào Tấn, phát hiện nhiều điểm nghi ngại Tuấn đang lẫn trốn tại đây, lực lượng thám thính đã tóm giữ được đối tượng.